giá trị nó đắt nên ý, là không có bao nhiêu người có thể đủ điều kiện mua được. Và khi mà gỗ nó tốt như vậy rồi thì chúng ta cũng có thể ứng dụng vào nhiều cái việc khác được. Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đến với video của Sơn Sập Gỗ. Và ngày hôm nay thì chia sẻ với các bác một tin vui đó rất là thú vị. Đó là cái máy quay của Sơn ý, thì hôm nay đã được làm xong và đã được một người anh ở dưới Sài Gòn thì anh ấy đã sửa cho và gửi lên trở lại. Nên là ngày hôm nay chắc chắn là các bác xem cái video này thì cái hình ảnh nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nếu mà các bác mà cảm thấy hình ảnh đẹp ấy, thì các bác comment ở bên dưới để Sơn biết là hình ảnh đẹp. Nếu mà xem mà rõ mà nét, các bác thấy ok thì comment giúp Sơn để Sơn biết nhá. Còn nếu không thì Sơn sẽ cố gắng nâng cao cái chất lượng hình ảnh, làm sao để cho các bác nhìn những cái sản phẩm nó thật nhất, làm sao để nhìn những cái sản phẩm nó thực tế, vân gỗ nó như nào thì mình nhận được sản phẩm nó như thế, hay là mình chiêm ngưỡng, mình ngồi mình xem thì nó cũng thú vị, cũng vui, đúng không các bác? Thế nhưng mà quay lại cái chủ đề ngày hôm nay thì Sơn muốn review chia sẻ với các bác về một cái dòng gỗ. Bởi vì có một người anh thì ở trên YouTube thì anh ấy comment và anh ấy bảo rằng em ơi làm về gỗ cẩm vàng đi, thì anh đang muốn tìm hiểu. Anh đang muốn tìm hiểu và đang muốn nghiên cứu tìm hiểu về gỗ cẩm vàng để anh ấy sở hữu một cái bộ chiếu ngựa gỗ cẩm vàng. Thế thì hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ với các bác về gỗ cẩm vàng, nó là cái loại gỗ gì, chất lượng ra làm sao, ứng dụng như thế nào và mình có nên sử dụng nó hay không. Thì các bác hãy xem hết cái video này nhé. Thì thực ra để mà nói về các cái dòng gỗ, đặc biệt là dòng gỗ Nam Phi các bác ạ, thì dòng gỗ Nam Phi cũng du nhập vào Việt Nam thì Sơn nghĩ là cũng rất là lâu rồi. Nhưng mà cái độ ưa chuộng này và cái độ phổ biến ý, thì trong vòng khoảng 5 năm, 6 năm trở lại đây thì nó mới phổ biến thôi. Còn ngày trước thì nó cũng khá là ít. Vậy nên là những cái kinh nghiệm này, những cái kiến thức về gỗ Nam Phi nó rất là ít. Và tại sao mà Sơn lại nói điều đó? Bởi vì Sơn khi mà Sơn tìm hiểu về gỗ cẩm vàng ấy thì Sơn đã phải tìm hiểu tất cả những cái kênh YouTube này, tất cả những cái blog, tất cả những cái website ở trên mạng để xem họ chia sẻ như nào, so sánh, phân tích xem kênh nào chia sẻ hợp lý, kênh nào không. Thì Sơn nhận thấy rằng có rất nhiều kênh ở trên website đấy chia sẻ về gỗ cẩm vàng nhưng cái hình thì lại không để gỗ cẩm vàng các bạn. Thì Sơn tin rằng cái người mà làm chia sẻ cái đó thì họ cũng không hiểu về gỗ cẩm vàng luôn. Họ không biết gỗ cẩm vàng là gỗ gì và họ tìm ở trên mạng nhưng mà lại tìm đúng phải cái hình ảnh là đúng cái ông lại không biết về gỗ cẩm vàng chia sẻ luôn. Bởi vì nó như này các bác. Bởi vì để mà chia sẻ về gỗ cẩm vàng hay bất kể các loại gỗ gì thì đầu tiên ấy là chúng ta cần phải hiểu về cái gỗ đó. Nhưng mà để cái thông tin của mình ấy nó lên được top 1, nó lên được trên những cái tức là vị thứ hạng cao ấy, thì người ta sẽ phải có biết kỹ thuật về làm, gọi như là biết kỹ thuật về nói cho cái máy nó hiểu. Thì khi mà cái máy Google ấy, khi mà một cái máy YouTube nó hiểu thì nó mới đưa thông tin của mình lên top 1 được. Thế nhưng mà có một điều như này ạ, hầu hết những người giỏi về cái việc nói cho máy hiểu thì không giỏi về gỗ. Các bạn hình dung không ạ? Tức là những người mà có thể nói cho máy hiểu được và viết cho máy hiểu được thì các ông ấy lại không phải là thợ gỗ, nên các ông không biết về gỗ. Chính vì vậy có rất nhiều bài báo được lên top 1 nhưng không biết gì về gỗ hết và chia sẻ nó lệch lạc. Và Sơn nhìn thấy rằng gỗ thì là gỗ, chia sẻ về gỗ cẩm vàng nhưng mà lại để hình không phải gỗ cẩm vàng. Nó là gỗ cái gì ấy? Gỗ màu đỏ các bác ạ. Mà gỗ cẩm vàng nó có phải màu đỏ đâu. Các bác. Thế nhưng mà Sơn thì Sơn cũng không nói để không nói ai, mà không nói ai chia sẻ điều này bởi vì nó ảnh hưởng đến uy tín. Cũng bởi vì họ chưa có sự am hiểu thôi. Nhưng mà Sơn tin rằng sau một thời gian thì họ cũng sẽ am hiểu. Vậy nên mình không bàn về quá nhiều về việc này. Thế nhưng mà mình sẽ cùng tìm hiểu về gỗ cẩm vàng. Và Sơn đi tìm hiểu về trên mạng rồi, hầu hết là trên mạng chia sẻ nó không thực sự sát. Nhưng có những người anh ở ngoài Bắc và có những người anh ở trong cái ngành gỗ quan hệ chia sẻ với Sơn, hoặc có chính những vị khách hàng đã sử dụng gỗ cẩm vàng rồi, thì Sơn gọi điện trực tiếp và Sơn hỏi họ thì họ chia sẻ. Thì Sơn cũng tìm hiểu kết hợp với nhiều yếu tố khác thì Sơn tìm hiểu ra được gỗ cẩm vàng là thuộc hạng gỗ nhóm của gỗ cẩm. Nhóm gỗ cẩm các bác nhá. Nhưng nó gỗ không phải gỗ cẩm quý mà nó là gỗ cẩm nhóm dưới thôi. Nó cũng là nhóm 1 nhưng mà nó có 1A, 1B, 1C. Thì không biết chính xác là gỗ nhóm 1 nào. Có thông tin thì nó 1A, có thông tin 1B. Nhưng Sơn tin rằng nếu mà nhóm 1A thì nó đã phải đắt như gỗ cẩm lai rồi, nó đã phải đắt như gỗ cẩm cây va rồi, hay nó phải đắt như gỗ cẩm kia rồi. Thì nó không đắt như vậy, thì Sơn tin rằng nó không phải nhóm 1A.
mà có thể nó sẽ nhóm một B nhột C nhột D ở bên dưới. À, thì điều này chắc chắn. Nhưng phải khẳng định nó là nhóm gỗ 1, nhóm 1 và gỗ nhóm gỗ cẩm. Rồi. À, tiếp theo thì đến cái màu gỗ, nó là màu vàng, thì Sơn sẽ để cái hình ảnh lồng vào video này để các bác xem được nhá. Thứ hai nữa là gì ạ? Vân gỗ rất nhiều chun. Rất nhiều vân chun, nó xoắn rất là nhiều. Nhưng cái đường xoắn của nó không giống như các cái dòng gỗ thông thường, mà đường xoắn của nó là những cái đường kẻ chỉ. Đường kẻ chỉ cũng không nhỏ, cũng không lớn, nhưng cái tom gỗ mịn. Tom gỗ rất là mịn các bác ạ. Tom gỗ rất là mịn. Và gỗ cẩm vàng ấy thì nó khá là quý hiếm, và cái độ bền rất tốt, độ cứng rất tốt. Thông thường thì sẽ có hai cái dạng cứng khác nhau các bác ạ. Hai dạng cứng. Một là chất gỗ cứng nhưng mà nó rắn, cứng kiểu nó như đá, gọi là cứng nhưng mà nó giòn. Đấy, nếu chính ngôn từ nông phổ thông là gọi là giòn. Thứ hai là gỗ cứng nhưng nó dẻo dai. À các bác ạ, thế ví dụ như gỗ cứng giòn là gỗ gì ạ? Ví dụ gỗ cứng giòn này, ví dụ gỗ cẩm hồng là gỗ cứng giòn này. À, gỗ lim là gỗ cứng giòn này. À, các bác có để ý lim đá không ạ? Tại sao gọi là lim đá? Bởi vì nó cứng, nó giòn như đá. Đúng không ạ? À, đập có thể nó bị mẻ luôn. Đó, nên gọi là kiểu kiểu như vậy. Nhưng gỗ thì nó sẽ khó mẻ, nó không phải như sắt thép hay là gang chì, đúng không ạ? Thì đấy là gọi là gỗ cứng giòn. Thứ hai là gỗ cứng dẻo. Gỗ cứng dẻo thì nó là gỗ gì ạ? Nó tương tự như gỗ gõ đỏ, nó cũng thuộc hạng cứng dẻo đấy các bác. Gỗ gõ đỏ là nó thuộc dạng là cứng dẻo chứ không phải cứng giòn. Thông thường thì gỗ cứng dẻo nó sẽ không bị nứt răm, còn gỗ cứng giòn thì có tỷ lệ bị nứt răm. Nhưng cái thăng cẩm vàng này thì nó không bị nứt răm. Chính vì vậy nên được ứng dụng để làm lục bình các bác. Để làm lục bình rất là nhiều gỗ cẩm vàng. Các bác để ý thấy toàn làm lục bình. Thứ nhất, tại vì sao lại làm lục bình? Bởi vì nó cái kích thước của nó không có kích thước nhiều lớn nữa rồi. Kích thước của gỗ cẩm vàng rất là nhỏ thôi. Sơn để ý thấy rằng những cái bộ sập lớn nhất hiện tại thì cũng không tới 2 mét. Và hầu hết là tập sấm khoảng sập khoảng 7-80 ghép lại thôi. Tức là 80 phân bề ngang đường kính ghép lại thành một bộ 1m6 hoặc một bộ 1m7 là cùng. Còn hầu hết đều không có. Hầu hết đều không có trên thị trường. Nếu mà dòng gỗ tự nhiên nguyên khối thì hầu hết đều không có. Mà chủ yếu là làm lục bình các bác ạ. Tại vì sao lại như vậy ạ? Thứ nhất là gỗ kích thước nó nhỏ. Thứ hai nữa là nó giá trị nó đắt, nên ấy là không có bao nhiêu người có thể đủ điều kiện mua được. Và khi mà gỗ nó tốt như vậy rồi thì chúng ta cũng có thể ứng dụng vào nhiều cái việc khác được. Đấy, nên là cũng được áp dụng vào làm đồ mỹ nghệ này, đục chạm tượng, chạm trổ, chạm tượng này, lục bình này, các loại câu đố đều ok. Gỗ cẩm vàng. Vậy thì để mà nói về chất lượng của nó thì nó sẽ nằm giá trị của nó thì sẽ không cao bằng gỗ cẩm lai hay cẩm kê va. Nhưng nó có giá trị tương đương với chất loại gỗ gõ đỏ. Chất liệu gỗ gõ đỏ các bạn. Đấy là theo dự đoán của Sơn nhá. Cái thông tin này không chính xác, không biết chắc được, bởi vì không có nghiên cứu khoa học và cũng không có cái gì là chính thống ở đây cả, mà chỉ là những kinh nghiệm dân gian và những kinh nghiệm học hỏi thôi các bác nhé. Thì tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo nữa là cái dòng gỗ cẩm vàng nó sẽ có giá trị bao nhiêu tiền một khối. Thế thì theo như thông tin một số trang web chia sẻ, cái này là một số trang web họ chia sẻ nhá, thì nó sẽ giá có giá dao động từ 70 triệu cho đến 80 triệu. Đường kính từ 30 cho đến 70. Đấy là 70 đến 80 triệu. Còn nếu mà đường kính lớn ý, thì nó sẽ trên 100 triệu. Trên 100 triệu. Thậm chí nó tới tận 200 triệu. Có nhiều trang web chia sẻ 220 triệu. Đường kính nó rất lớn thì nó sẽ có trị giá như vậy. Vậy nên các bác cũng đừng có bất ngờ là nó sẽ dao động nhiều nhau như vậy. Bởi vì càng lớn thì nó sẽ càng cao. Đấy. Thì Sơn chia sẻ với các bác để tham khảo thông tin. Và nếu mà các bác yêu thích gỗ cẩm vàng thì các bác cứ nhân cái số khối với cái giá trị của nó thì nó sẽ ra được. Và nếu mà các bác thấy rẻ thì bác mua hợp lý, nhưng phải biết cách nhận biết được nó. Cách nhận biết thì Sơn thực sự chia sẻ với các bác là Sơn không có gỗ cẩm vàng ở đây luôn. Sơn không làm gỗ cẩm vàng luôn. Nhưng mà có bác nhờ chia sẻ thì Sơn chia sẻ. Nhưng mà Sơn sẽ lồng hình ảnh vào. Nhưng mà gỗ cẩm vàng sử dụng rất là tốt các bác ạ. Có điều kiện mua gỗ cẩm vàng là vô cùng tuyệt vời. Sơn không bán, nhưng nếu các bác có điều kiện thì sử dụng gỗ đấy rất là tốt, được không ạ? Rồi. Thì cái video của Sơn vừa rồi thì Sơn đã chia sẻ cho các bác nhận biết gỗ cẩm vàng như nào này, độ cứng này, ứng dụng của nó này và giá tiền của nó nữa. Vì vậy nếu các bác cảm thấy yêu quý Sơn thì hãy bấm vào nút follow kênh và nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.